Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024. Giải trí miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để cập nhật và tham khảo. Tình hình giá cả những loại trái cây những ngày hôm nay như sầu riêng, mít Indo ruột đỏ giá lên xuống, biến động khó lường, khó đoán. Những loại trái cây, những thời điểm đụng chợ, cháy, cây nhiều, giá cả sụt giảm. Và tình hình xuất khẩu, nếu xuất khẩu mạnh, trái cây sẽ hút hàng. Và tình hình những dừa lái thu mua, nếu đầy công đóng đi, cũng như dừa thu mua cần hàng, giá sẽ tăng cao. Vừa lái đã thu mua đầy hàng, giá sẽ sụt giảm. Và tình hình đụng chợ ở phía Trung Quốc cũng như phía Việt Nam, nhiều loại trái cây nên giá cả biến động liên tục thất thường. Chính vì đó cô chú các anh chị và các bạn thường xuyên cập nhật để theo dõi thông tin. Đây là bản cập nhật giá sầu riêng buổi sáng ngày hôm nay có giá như sau. Sầu riêng chuồng bò loại nhất có giá 55-57 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 40-43 ngàn đồng một ký, sầu riêng chuồng bò loại 3 có giá 30-33 ngàn đồng một ký. Là giá để cô chú anh chị và các bạn tham khảo giá mà thương lái thu mua tại vựa. Chính vì thế nếu thương lái thu mua tại vườn của cô chú anh chị và các bạn giá cả chênh lệch từ 3-5 ngàn đồng, đó là chi phí của thương lái vận chuyển tùy theo vườn xa hay gần, trục lộ chính xa hay gần, vựa lớn mà giá cả có khác nhau. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về tình hình giá sầu riêng Thái và sầu riêng Ri 6 ở miền Tây như sau. Sầu riêng Thái loại nhất có giá 83-85 ngàn đồng một ký, sầu riêng Thái loại nhì có giá 65 ngàn đồng một ký, loại 3 có giá 43-45 ngàn đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Tây có giá như sau. Loại nhất có giá 68-72 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 53-55 ngàn đồng một ký, sầu riêng Ri 6 loại 3 có giá 40 ngàn đồng trên một ký. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa. Đây là giá sầu riêng Thái cũng như giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Tây. Khu vực miền Tây bà con bón phân sầu riêng nên chú trọng vào những loại phân tốt không có kalimi và nước sạch để lượng trái của chúng ta không tích trữ kalimi. Nếu chúng ta sử dụng nguồn nước không sạch và phân thuốc của chúng ta có nhiều lượng kalimi, xuất khẩu sẽ khó bị trả về. Đây là vấn đề sầu riêng ở thời điểm này thường bị trả về do dư lượng hóa chất tích trữ trong trái. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về tình hình giá sầu riêng Thái ở khu vực miền Đông có giá như sau. Sầu riêng Thái loại nhất có giá 80-82 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 60-62 ngàn đồng một ký, sầu riêng Thái loại 3 có giá 42 ngàn đồng trên một ký. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Đông có giá như sau. Sầu riêng Ri 6 loại nhất có giá 68-70 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 55 ngàn đồng một ký, sầu riêng Ri 6 loại 3 có giá 35 ngàn đồng một ký. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ về giá sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên. Sầu riêng Thái loại nhất 80-82 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 60-62 ngàn đồng một ký, sầu riêng Thái loại 3 có giá 42 ngàn đồng một ký. Giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực Tây Nguyên như sau. Loại nhất có giá 68-70 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 53-55 ngàn đồng một ký, sầu riêng Ri 6 loại 3 có giá 37 ngàn đồng một ký. Đây là bảng báo giá sầu riêng để cô chú các anh chị và các bạn có giá để tham khảo. Muốn giá cả cao, cô chú các anh chị và các bạn tập trung về dáng, trái, chất lượng, mẫu mã. Bởi nếu chất lượng không ngon, sầu riêng bị sượng, giá cả sẽ thấp hơn hoặc khó bán trên thị trường. Sầu riêng trái đẹp, to, tròn và cơm ngon, giá sẽ cao hơn so với cách chăm sóc sầu riêng không tốt bằng. Tiếp theo, giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về giá mít Indo ruột đỏ.
Giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái Lan ở thời điểm này giá dao động lên xuống, khó đoán, khó lường bởi tình hình xuất khẩu, tình hình đụng chợ và tình hình thực tế hiện nay ở nhà vườn, tình hình đất canh tác mít Indo ruột đỏ cũng như mít Thái Lan khá nhiều. Chính vì thế giá cả cũng dao động hơn bởi giá không ổn định được do nhà vườn hiện nay rất đông và số lượng trồng mít rất nhiều nên rất phụ thuộc vào những yếu tố khách quan như nếu xuất khẩu phía Trung Quốc thu nhiều giá sẽ cao và phía Trung Quốc thu ít giá sẽ thấp. Đây là những vấn đề mít Indo ruột đỏ cũng như tất cả những loại trái cây khác. Cô chú các anh chị và các bạn muốn giá cao nên tập trung về dáng, về da, về chất lượng để giá cả được tốt hơn, cao hơn. Mít nhất, mít nhì giá sẽ cao hơn so với những loại mít loại 3 hay mít chợ. Sau đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ buổi sáng ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 9kg trở lên có giá 26-28.000 đồng 1kg. Mít loại nhì 7-9kg có giá 16-18.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 5-7kg có giá 8-10.000 đồng 1kg. Mít chợ có giá 6-7.000 đồng trên 1kg. Giá này là giá thương lái thu mua tại vườn. Đây là giá mít Indo ruột đỏ ở thời điểm này để cô chú các anh chị và các bạn cập nhật tham khảo. Mít Indo ruột đỏ là loại trái cây ngon, được mệnh danh là loại trái cây ngon trong những loại trái cây. Về da, về dáng, về chất lượng cô chú các anh chị và các bạn nên tập trung. Bởi nếu da, dáng, chất lượng ngon, đẹp, giá sẽ cao hơn so với da, dáng không đẹp, chất lượng không ngon. Đi phân, cô chú các anh chị và các bạn nên tập trung đi phân đúng kỹ thuật, tránh để trái bị chua và da dáng không đẹp do chúng ta bao trái trễ hoặc bao trái không đúng kỹ thuật. Giải trí miền Tây xin nhắc lại tình hình giá mít Indo ruột đỏ. Mít loại nhất 9kg trở lên có giá 26-28.000 đồng 1kg. Mít loại nhì từ 7-9kg có giá 16-18.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 5-7kg có giá 8-10.000 đồng trên 1kg. Mít chợ có giá 6-7.000 đồng trên 1kg. Đây là giá mít thương lái thu mua tại vườn. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ tình hình giá mít Indo ruột đỏ, giá mít Thái Lan, giá sầu riêng, còn chia sẻ nhiều loại cây trồng về những vấn đề du lịch, ẩm thực. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để xem những video thích hợp. Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem hết video này. Nếu thấy hay, thấy ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.